Trung tâm điện tử Anh Phương xin trân trọng kính chào các bác. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì rất là vinh dự cho Trung tâm điện tử Anh Phương. Phải nói rằng là niềm vui nối tiếp niềm vui và xin chân thành cảm ơn cái sự tin tưởng cũng như sự ủng hộ và những cái bắt tay nồng nhiệt của các bác với Trung tâm điện tử Anh Phương. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng tranh thủ đã đóng được một số hàng rồi. Đây các bác quan sát này. Những đôi loa hàng bãi xịn của B3, rồi những cục đẩy 3 kênh của B3, rồi cả bộ cấu hình, và đặc biệt là có những bộ mic cao cấp của AAP M8 25 mã. Dòng mic này dành cho những người phải thực sự là gọi là đam mê và thực sự là có điều kiện để yêu cầu với chất âm trung thực và tròn chỉ. AAP M8 25 mã phiên bản cao nhất hiện nay tại Trung tâm điện tử Anh Phương. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì bên Trung tâm điện tử Anh Phương còn có test liên tục những sản phẩm, đó là chiếc lọc của Hàn Quốc. Vâng, con lọc này thì là một trong những dòng lọc của hãng Annam. Annam với mã là AE1230 với hai kênh riêng biệt cho điều chỉnh từng vế. Và trong một bộ cấu hình âm thanh như thế này, chúng ta ghép vào con lọc nó hay lên đến 20-30% luôn các bạn. Đấy. Khi chúng ta đang sử dụng một con vang mà chúng ta muốn cái tiếng nhạc nó trong trẻo, cái tiếng bass nó sâu và nó tạo ra được các cái dải tần nó chuẩn, thì chúng ta có thể sử dụng một con lọc. Con lọc này giá thành cũng chỉ ngang ngửa với một con lọc của Trung Quốc thôi các bạn. Lọc Hàn xịn luôn. Đây các bạn nhìn này, anh Phương sẽ giới thiệu các bạn này. Lọc Hàn này. Toàn chữ Hàn này. Đấy. Annam. Toàn chữ Hàn. Nó có hai đường tín hiệu đầu vào, đây là đường 1, đường ra 1, đường vào 1, vào 2, ra 2. Đấy. Và con này chạy đa cầu điện, nó có thể chạy điện 220 hoặc là điện 110 tùy theo các bác gạt. Đấy. Hàng xịn. Một con lọc Hàn xịn. Giá của nó chỉ rơi vào khoảng độ 2.500.000 đồng thôi các bác. 2.500.000 đồng. Con này nó có cả đèn nháy luôn các bác. Có cả một dải đèn LED. Mời các bác hãy thử cùng anh Phương test thử. Chúng ta với này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 dải cần cho mỗi kênh. Đấy. Chúng ta có thể điều khiển dải bát của nó, dải trung và dải chép. Đấy. Lựa chọn tín hiệu đầu vào bằng nút input. Và đây là lựa chọn chạy qua lọc hoặc chạy không qua lọc, chạy thẳng. Đấy. Còn chế độ revert và chế độ rec more, đây là các chế độ để cho tiếng nhạc nó sâu hơn. Lựa chọn các cái chế độ để điều khiển một con lọc, để cho chúng ta có những cái chất âm nó phù hợp với người nghe. Mời các bác hãy thử cùng anh Phương test thử các bác nhé. Chọn một bài. Ok. Bây giờ sẽ cho nó chạy. Đây là nhả ra là tắt này. Đây các bác nghe này. Dải đèn led của nó rất đẹp đúng không? Cái này em đã nói rằng là chơi hàng của anh Phương là vừa đá cái lỗ tai vừa sướng cái con mắt. Các cụ có câu là cái tội ngắm nhìn còn nặng hơn cái tội sờ mó đấy các bạn. Đây là không chạy qua lọc các bác nhá. Nghe kỹ cho em này. Chạy thẳng này. Và âm sắc của nó cũng khá tốt. Bây giờ cho chạy qua lọc này. Giải chép nó căng hơn, nhuyễn hơn rất nhiều. Đấy. Tiếng bass nó sâu hơn nhiều các bạn. Nghe đã hơn nhiều. Đây là chế độ chọn chế độ. Đây cũng là chọn chế độ direct, chế độ trung thực hoặc chế độ qua quay. Bỏ này. Tiếng nó thô hơn rất nhiều. Các bác nghe cái tiếng nó thô hơn nhiều. Chạy qua lọc này. Tí
tiếng bass nó sâu hơn nhiều ạ. Hay lắm, toàn hàng chất rồi các bạn. Sản phẩm này anh Vương đang test để dành cho một bác khách hàng của anh Vương. Vâng. Đây là sản phẩm dành cho chỗ bác Phước ở Bến Tre. Bác Phước ở 60604/4 ở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Bác lấy cho bên trung tâm điện tử Anh Phương một chiếc lọc An Nam của Hàn Quốc xịn với một bộ pin sạc. Xin trân trọng cảm ơn tới tất cả các bác đã ủng hộ cũng như quan tâm đến những mặt hàng của Anh Phương. Xin hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bác.